bộ sưu tập của công ty, đó là một cảm xúc cũng như những cái kỷ niệm khó quên của mình. Trong suốt những bộ sưu tập trước đây thì cái sự gắn bó của công trí với Samsung Galaxy S7S đã đem đến cho mọi người một cái nhìn rất là mới lạ về tính truyền thống và sự bứt phá giới hạn. Công trí tham gia Việt Nam International Fashion Week 2016 được tổ chức ở Hà Nội với thương hiệu công trí. Đó là một thương hiệu mà trước giờ mình cũng đã phục vụ cho rất nhiều đối tượng khách hàng. Tuy nhiên mọi người cứ ngầm nghĩ rằng Nguyễn Công Trí sẽ là làm những trang phục thật sự ấn tượng. Và ngày hôm nay mình trở lại với chương trình, không phải là một bộ sưu tập số 10. Đây như là một cái món quà nhỏ, cái cảm xúc của mình, và đặc biệt là sự đồng hành lần này cũng chính là Samsung Galaxy S7S Pin Gold hồng vàng thời thượng. Khi mà công ty thấy cái màu hồng vàng quyến rũ, mình cảm thấy như là mình rất là thôi thúc và muốn làm một bộ sưu tập. Và những cái đường nét thiết kế với các cạnh cong quyến rũ là nguồn cảm hứng cho những đường cắt cúp trong các thiết kế của công ty. Và công ty hy vọng lần này sự kết hợp của mình với Samsung Galaxy S7S Pin Gold sẽ đem đến một sự thú vị cho khán giả. Mong mọi người hãy đón xem và sẽ tìm thấy mình ở trong đó.